Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, tập 413. Chủ giảng: Tịnh Không Lão Pháp Sư. Thời gian: ngày 10 tháng 5 năm 2001. Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội, Singapore. Chuyển ngữ: Cự Lan. Biên tập: Minh Trí. Xin xem phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm, Trường Hàng Thần Chủ Phương câu thứ hai. Phổ Hiện Quang Minh Chủ Phương Thần, Đắc Thành Biện Hóa Nhất Thiết Chúng Sanh, Thần Thông Nghiệp Giải Thoát Môn. Thanh Lương Đại Sư chú giải thần thông thị tướng, thị năng thành biện nghiệp, chúng sanh xuất khổ, thị sở thành biện nghiệp. Hai câu này vô cùng quan trọng, chúng ta nhất định phải ghi nhớ vững vàng, thật sự có thể làm tự lợi lợi tha. Đức hiệu của Bồ Tát là Phổ Hiện Quang Minh. Phổ là không có giới hạn, có giới hạn là không phổ. Cho nên chúng ta học Phật thì trước hết phải mở mang tâm lượng, khởi tâm động niệm đều là hư không pháp giới, vậy mới là phổ. Mười phương tất cả quốc độ chư Phật, chúng ta nhìn nhận bình đẳng, cũng chắc chắn sẽ không nói trong tất cả cõi chư Phật thì thế giới Tây Phương Cực Lạc thù thắng đệ nhất. Đó là tán thán, đó là lời khuyên nhủ người khác. Trên thực tế hoàn toàn bình đẳng, không có cao thấp. Pháp môn không có cao thấp, quốc độ cũng không có hơn kém, là pháp bình đẳng chân chánh. Pháp môn không có cao thấp mà chúng ta khuyên sơ học, cái này hơn cái kia, ngươi chọn cái này đi, khuyên người như vậy là pháp phương tiện, là phương tiện quyền xảo. Khi họ tu học đến cảnh giới nhất định thì họ ngộ nhập chân thật. Chân thật là quyết định bình đẳng. Chúng ta từ những chỗ như thế phải hiểu được, phải thông suốt, phải học tập. Tiếp dẫn chúng sanh mà không có phương tiện thì không được hiệu quả. Nhất định phải có phương tiện, phải biết tiếng thoái. Lúc nào nên tiếng thì phải tiếng, nên thoái thì phải thoái. Tiếng với thoái đều là thị phạm cho chúng sanh, đều là để chúng sanh nhìn thấy rồi học tập trong đó. Đó gọi là thần thông thị tướng.
Thánh nhân giáo hóa chúng sanh, đặc biệt là chúng sanh Diêm Phù Đề, cương cường khó giáo hóa. Đức Phật trong rất nhiều kinh Đại Thừa đều cảm thán như vậy. Chúng sanh thế giới của chúng ta rất cương cường, rất không dễ giáo hóa. Cho nên họ là sự thị hiện của chúng ta. Có một câu nói vô cùng vô cùng trọng yếu: phản cầu chư kỷ. Mọi sự tình tuyệt không trách tội người khác, quay đầu lại trách mình. Đó là phương pháp dạy học rất tốt. Nếu mỗi người đều đổ lỗi cho người khác thì thiên hạ này không phải náo loạn rồi sao? Đâu có thái bình được. Quay đầu lại lỗi lầm đều là ta, mọi người các vị không có lỗi thì bình yên ngay, thiên hạ lập tức thái bình. Mọi điều tranh luận đều quá dài. Đó là điều quan trọng. Cho nên bốn chữ phản cầu chư kỷ trong quá trình học tập của chúng ta cả đời đều không thể làm trái ngược. Thời thời khắc khắc đối người, đối sự, đối vật, nếu thấy không thoải mái, không vui vẻ thì lập tức quay lại tìm nguyên nhân ở mình. Chắc chắn có thể thừa nhận được người khác không có lỗi. Lỗi đều ở mình. Ai làm gương tốt nhất cho chúng ta? Vua Thuấn trong Nhị Thập Tứ Hiếu Trung Hoa là bậc đệ nhất trong Nhị Thập Tứ Hiếu Đại Thuấn. Đại Thuấn làm được triệt để, làm được viên mãn, cảm động cha mẹ anh em của ông. Cha mẹ anh em của ông vốn dĩ đều bất thiện, ông đều biến họ thành người thiện. Công đức này to lớn lắm. Biến bất thiện thành chí thiện. Nên cảm động quốc vương, đó là Vua Nghiêu. Vua Nghiêu đem hai người con gái gả cho ông. Cảm động hàng xóm láng giềng, cảm động quốc dân cả nước. Vua Nghiêu nhường ngôi vua cho ông để ông kế thừa vương vị. Ông chính là dùng bốn chữ này. Tất cả là phản cầu chư kỷ. Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân. Lời nói này có đạo lý. Chúng ta phải học từ chỗ này. Phải chăm chỉ nỗ lực làm. Người khác quả thực không có lỗi. Người khác không tốt với ta, thấy ta không vừa mắt, ta phải về nhà phản tỉnh ta làm sai chỗ nào, sửa. Nhất định phải sửa đổi hết thảy lỗi lầm của mình. Nói thông thường, đặc biệt là trong xã hội hiện thực bây giờ, người ta bất mãn với chúng ta, xảy ra xung đột với chúng ta ở chỗ nào, chắc chắn là về phía lợi hại. Lợi hại của chúng ta với người khác nảy sinh trở ngại, nên quay đầu lại nghĩ ngợi thử xem nảy sinh trở lại chỗ nào, lập tức sửa đổi đi. Để trong lòng người ta thoải mái.
cả đời mình lão lão thật thật học Phật. Cổ đại đức thường xuyên dạy chúng ta lão thật niệm Phật. Chỗ chúng ta đắc tội với người thực tại nói đều là do mình không lão thật, làm sao có thể trách người khác? Chúng ta làm sai chuyện là mình mê mất chính mình. Là tự mình làm sai. Tự mình phải dũng cảm thừa nhận. Về sau ta sẽ không có lỗi lầm như thế nữa. Đó là thần thông thị tướng. Như vậy mới có thể thành tựu xong việc. Tất cả phải nghĩ gì đại cục. Đại cục là gì? Là lợi ích của chúng sanh, lợi ích của xã hội, lợi ích của quốc gia, lợi ích của thế giới. Phải nghĩ gì điều này? Chắc chắn không thể vì lợi ích cá nhân. Nghĩ gì lợi ích cá nhân là sai rồi. Người chắc chắn phải giữ bổn phận của mình. Ta hiểu được đạo lý này, nhưng ta làm không đủ viên mãn. Hồi trước tôi sống chung với hàng quán trưởng, tôi cảm thấy tôi làm vẫn tốt. Tôi sống với bà 30 năm, chung sống hòa thuận. Tôi đến Singapore 3 năm, tôi tự mình phản tỉnh. Mấy ngày này tôi phản tỉnh là tôi làm sai chuyện quá nhiều. Đó là mê mất chính mình. Khi đến bên này, tôi đi ra rất nhiều nơi công cộng, tôi sai rồi. Dạ hội mừng cuối năm tôi không nên giữ mặt. Tại sao? Ở bên này tôi là người làm thuê, tôi nên để ông chủ ra, để ông sếp ra mặt tôi mới thành công. Cả đời tôi làm trợ thủ của người ta, chứ tôi không làm lãnh tụ. Đó là một sai lầm tuyệt đại của tôi. Bất kỳ hoạt động công cộng nào tôi đều phải nên lánh đi. Tôi lão lão thật thật làm tham mưu của họ, đưa chủ ý cho họ, giúp họ dạy học, giúp họ giảng kinh. Sự tình trên bục đài, nếu tôi cứ lộ diện hoài, đó chính là tội lỗi lớn nhất của bản thân tôi. Điều tôi làm ở nơi này cũng là Phật Bồ Tát âm thầm sắp xếp cho đồng học các vị xem. Đồng học các vị ở học hội này, tương lai các vị thuận buồm xuôi gió thì chánh pháp mới có thể hoằng dương. Giống như một trường học, dù bất cứ nơi nào phải để hiệu trưởng ra mặt, chứ làm sao giáo viên có thể ra, gây rối cho hiệu trưởng rồi. Bây giờ tôi hiểu được, nên tôi ở Úc Châu, hoặc dạ tương lai ở Mỹ, ở bất kỳ nơi nào, tôi phải tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc này. Biết tư cách của mình là giáo viên, làm tốt chuyện giáo viên của mình là công đức của chúng tôi viên mãn rồi. Sự tình bổn phận làm tốt, không phải bổn phận chắc chắn không được làm. Người ta mời chúng tôi làm, chúng tôi phải khiêm nhường. Đây là sơ suất của tôi. Tôi đã không khiêm nhường. Người ta mời tôi đi, đó là sai lầm, đó là lơ là, đó chính là mê lầm nhất thời.
Phu tử dạy chúng ta bất tại kỳ dị, bất mưu kỳ chánh. Lời nói này là lời hay vàng ngọc, là bài học kinh nghiệm của đại thánh nhân. Chúng ta chỉ làm chuyện bổn phận của mình là rất tốt rồi. Ai chẳng hoan hỷ, người người hoan hỷ. Sự tình liên lụy đến người khác là các vị sai rồi. Tôi tình nguyện lấy sai lầm của mình làm giáo trình, để mọi người các vị rút kinh nghiệm ở đây. Giả như dục niệm của chúng tôi chưa đoạn, thì sanh dục giới thiên, tứ dương thiên, đao lợi thiên, đâu xuất thiên, quá lạc thiên, tha hóa tự tại thiên. Chắc chắn trú trên đó. Nếu đoạn thất tình ngũ dục rồi, chắc chắn đến sắc giới thiên. Đương nhiên nguyện vọng của chúng ta chẳng tương đồng với người thế tục. Chúng ta niệm niệm mong muốn giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nếu trọn đủ tâm thanh tịnh, tâm thuần thiện, thì niệm Phật chắc chắn được giảng sanh. Trong Kim Giáo, Đức Thế Tôn dạy chúng ta: tâm tịnh thì Phật độ tịnh. Giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, đó là nhân chân chánh. Tâm tịnh thì Phật độ tịnh. Cho nên tâm thanh tịnh quan trọng hơn gì hết. Chúng ta lựa chọn Tịnh Tông. Tịnh Tông học điều gì? Nhất tâm bất loạn, tâm chẳng điên đảo. Nhất tâm bất loạn là tâm thanh tịnh, tâm chẳng điên đảo là thiện trọn đủ. Thuần tịnh thuần thiện thì chỉ cần phát nguyện này là liên kết mối quan hệ với thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nếu tâm của chúng ta bất tịnh, thiện của chúng ta bất thuần, cho dù niệm Phật có giảng sanh được hay không đều có vấn đề, không nắm chắc, không đáng tin cậy. Chúng ta phải làm sự việc đáng tin cậy, phải có sự việc nắm chắc. Như thế thì cả đời này chúng ta mới không uổng phí. Trong câu thần thông thị tướng này, phạm vi bao quát, vô lượng vô biên. Trong danh từ này quan trọng nhất là chữ thông. Thông là không có chướng ngại. Chỉ cần thông là vấn đề giải quyết được. Rất nhiều phiền phức thế xuất thế gian ngày nay, có rất nhiều người nói bệnh thai xã hội, bệnh thai thế gian là gì? Giữa người với người không có lòng tin, nghi ngờ qua lại lẫn nhau, đó là bệnh của thế gian, bệnh của xã hội. Từ nghi ngờ phát triển lên thì biến thành ganh ghét lẫn nhau, chê bai lẫn nhau.
căn bệnh ấy càng lúc càng nghiêm trọng. Chê bai lẫn nhau rồi thì đấu tranh lẫn nhau, cuối cùng là chiến tranh với nhau, gây nên tổn thất về tính mạng và tài sản. Truy cứu căn nguyên của nó là do chẳng thông. Cho nên giữa người với người phải thông. Thông này có thông trực tiếp, có thông gián tiếp. Trực tiếp không thể thông thì đi tìm gián tiếp, chứ không thể không thông được. Chữ thần này hàm chứa trí tuệ chân thật, phương tiện thiện xảo. Người đời bình thường chúng ta không có trí tuệ này, không có phương pháp này. Họ có trí tuệ, họ có phương pháp thì họ có thể thông suốt. Đó gọi là thần thông. Thần thông là năng lực. Năng lực làm trọn chính là thị tướng. Phải làm gương cho mọi người xem. Đó là năng thành biện nghiệp. Nghiệp này là sự nghiệp Bồ Tát. Sự nghiệp Bồ Tát, câu phần trước nói hay lắm: hiện thân thuyết pháp, lệnh ngộ đắc quả. Nghiệp này chính là như vậy. Cho nên chúng tôi ngày nay lựa chọn nghề nghiệp, đứng trên cương vị này, cương vị này chính là hiện thân thuyết pháp. Hiện thân là nơi nơi làm tấm gương tốt, chính diện cho đại chúng xã hội. Xã hội ngày nay tôn thờ cạnh tranh, chúng tôi làm gương là chẳng tranh. Tâm lý xã hội thông thường ưa chuộng danh dự, đó gọi là tổn người lợi mình. Chúng tôi làm gương là nhường nhịn. Nơi nơi phải nhường, làm gương cho họ thấy. Người tiến thì ta mau lui, nhất định phải nhường họ. Tại sao? Giáo hóa chúng sanh. Người người đều hiểu sự nhường thì thiên hạ thái bình. Các vị mới biết ưu điểm của nhường nhiều lắm, công đức lớn. Chắc chắn tránh khỏi đấu tranh. Họ định xâm phạm vô lý thì ta cũng phải nhường. Vô lý còn biết nhường, có lý thì càng nên nhường. Mục đích của chúng ta ở đâu? Mục đích là mong muốn thiên hạ thái bình, mong muốn chúng sanh chung sống hòa thuận. Những gì chúng ta làm chính là vì mục tiêu này, chính là vì phương hướng này. Hy vọng mỗi chúng sanh trên thế giới đều có thể sinh hoạt được hạnh phúc mỹ mãn. Người khác hận ta, ta cảm ơn họ. Ta ngày ngày cúng bài vị của họ, ngày ngày bái họ. Ta đem công đức tự mình tu học, ngày ngày hồi hướng cho họ.
chúng ta làm hoàn toàn khác với họ làm. Chúng ta làm như thế đối với mình công đức lợi ích rất lớn. Cả đời này các vị không thấy được, kiếp sau mới rõ ràng. Quả báo của kiếp sau thù thắng khôn sanh. Cho nên thật sự liễu giải đạo lý này, liễu giải chân tướng sự thật, nhất định sẽ làm hết sức vui lòng. Chúng tôi sống ở thế gian này để làm gì? Đứng trong cương vị này chính là làm gương cho thế gian. Học di nhân sư, hành di thế phạm, là tám chữ này hay. Tôi thấy tám chữ này ở trường Đại học Sư phạm Bắc Kinh. Tôi nói với hiệu trưởng, tám chữ này chính là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Trong kinh Hoa Nghiêm dạy chúng ta những điều này. Đem tập khí thói xấu của mình vô lượng kiếp đến nay cách trừ hết đi. Liễu Phàm Tứ Quấn dạy chúng ta sửa lỗi. Ông nói có lỗi sửa từ sự, có lỗi sửa từ lý, có lỗi sửa từ tâm. Pháp Đại Thừa là sửa từ tâm, Pháp Tiểu Thừa là sửa từ sự và sửa từ lý. Pháp Đại Thừa sửa từ trong tâm, sửa được rốt ráo, sửa được triệt để. Như thế mới có thể làm tốt sự nghiệp giáo hóa chúng sanh. Thân giáo chứ không chỉ là ngôn giáo. Thân giáo là hiện thân thuyết pháp. Điều này quan trọng. Chúng sanh xuất khổ là mục đích đạt đến của chúng ta. Đặc biệt là thế giới ngày nay, chúng sanh khổ nạn quá nhiều rồi. Chúng ta phải làm sao giúp đỡ họ? Sửa lỗi, tu thiện từ bản thân. Chúng ta tự bản thân mình sửa lỗi tu thiện chính là giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn. Khổ đến từ đâu? Đến từ chẳng giác, đến từ mê hoặc điên đảo. Lại nói minh bạch hơn một chút, rõ ràng hơn một chút, là đến từ tự tư tự lợi, đến từ tham sân si mạng. Tham sân si thì mọi người hiểu, Phật nói đó là ba độc phiền não. Khổ nạn vô lượng vô biên đều sanh từ đó ra. Chúng ta làm ra sao? Làm một tấm gương, chẳng tham, chẳng sân, chẳng si. Làm cho người thấy, nói cho người nghe. Không những chúng ta làm cho người xem, trời đất quỷ thần cũng đang xem, cây cối hoa cỏ cũng đang xem. Chỉ cần là sinh vật thì đều có linh tánh. Thổ dân Úc Châu bảo chúng tôi, cây cối hoa cỏ
thích hát ca. Nó ngày đêm đang hát ca cúng dường chúng ta. Chúng ta có tai mà chẳng nghe. Nguyên nhân gì? Do tần sóng khác nhau. Sau khi tần sóng của nó phóng ra, vì nhĩ căn của chúng ta có chướng ngại nên không thu được tần sóng của nó. Giống như chúng ta mở TV, mở máy thu âm điện vô tuyến nhưng không đúng kênh vậy. Nó quả thật có hát cho chúng ta nghe. Thổ dân Úc Châu đều biết thưởng thức. Có thể thấy đôi tai của họ lợi hại hơn chúng ta. Tần sóng chúng ta không nghe được, còn họ nghe được. Họ nói người chúng ta nên làm sao biếu trả chúng, cũng phải thường xuyên hát cho chúng nghe. Cho nên tôi nghĩ từ chỗ này, đại khái là thần cây, thần hoa, thần của cỏ cây đều là giới giải trí, giới nghệ thuật mà xã hội thời nay của chúng ta nói. Họ làm nghề nghiệp này cho nên còn có tập khí này. Sau khi chết đi làm những thần này. Trong sách nói họ là thần cây, thần hoa, thần cỏ. Đi làm những thần ấy, nhưng họ có tập khí. Họ thích những điều ấy. Chúng ta phải hiểu để cúng dường họ. Chúng ta hát nhạc họ có thể nghe được. Nó hát thì chúng ta không nghe được, nhưng chúng ta có thể cảm giác được từ sắc tướng. Nó làm cho chúng ta rất vui vẻ. Tại sao? Cây mọc rất sung suy, hoa nở rất đẹp, khiến chúng ta tiếp xúc cảm thấy vô cùng vui vẻ. Nhưng chúng ta không nghe được tiếng hát của nó. Trong tưởng tượng của chúng tôi, lời thổ dân Úc Châu nói không phải giả đâu. Cho nên nghĩ đương nhiên nên là như vậy. Nhưng chuyện những thực vật này thích nghe âm nhạc được có người phát hiện rất sớm. Điều này có chứng cứ khoa học. Cho nên có vài người nuôi hoa mở nhạc cho chúng nghe. Bật nhạc trong vườn hoa, hoa nở đặc biệt tươi đẹp, mọc đặc biệt tốt. Thật có hiệu quả này. Chúng tôi có rất nhiều đồng học từng đến sơn trang của cư sĩ Lý bên Kuching. Ông trồng rau trên núi. Trong vườn rau đó bật nhạc cho rau nghe. Điều này rất có lý. Đó không phải do tôi dạy ông. Sau khi tôi xem, tôi kiến nghị với ông mở Phật hiệu. Phật hiệu cũng là âm nhạc. Đối với cây cối hoa cỏ này, chúng ta cung cấp âm nhạc cho nó, cũng cung cấp Phật pháp cho nó. Đại khái về sau ông mở toàn là âm nhạc Phật giáo. Tôi cảm thấy có lẽ mở Phật hiệu sẽ tốt hơn. Chúng ta phải làm sao đối đãi những thực vật, những hoa cỏ này. Đối đãi chúng nó, chúng ta đều hiểu được cúng dường. Cúng dường âm nhạc. Hiểu được yêu thương, hiểu được tôn kính với tất cả động vật, với mọi người, càng không cần nói chi. Những điều này đều là chúng ta phải nên làm. Về lý đương nhiên phải làm. Song trước đây chúng tôi chưa hiểu đạo lý này, không hiểu chân tướng sự thật, nên chúng tôi sơ suất. Đây là lỗi của chúng tôi.
Sau khi biết rồi thì chúng ta phải làm nghiêm túc. Trong nhà các vị có lẽ có mấy chậu kiện, các vị có bật nhạc cho nó nghe không? Người học Phật chúng ta, việc bình thường nhất là chúng ta có mở Phật hiệu cho chúng nghe không? Chúng tôi cũng hy vọng thần hoa này có thể nghe đến Phật hiệu, có thể nghe Phật pháp, phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Vì sao? Vì Ngài có linh. Hồi sáng tôi đem đoạn lời nói của Thổ Dân đọc cho mọi người nghe. Không chỉ con người đến thế gian này là linh, linh đến thế gian này là để phỏng vấn, là phỏng vấn ngắn ngủi. Cho nên linh cần phải ký thác vào thân này. Thân là môi giới quan trọng nhất của linh. Thân này mất đi, linh lại đi sang thân khác. Tất cả động vật sanh đến thế gian này cũng là linh tìm nơi ký thác. Tất cả hoa cỏ cây cối vẫn là linh. Nếu không phải vậy, sao có cách nói là thần cây? Sao nói là thần cây, thần hoa, thần cây cỏ được? Cây cỏ thật sự có thần.他先生给我证实，他说在晚上睡觉的时候，突然之间感，他已经躺在床上了，他先生没有睡，感到这个房间里有鬼，所以汗毛直竖啊。就他很不对呀，那么他就说了，他学佛嘛，他懂得。他说：“如果真的，你们要找我替你们办事的话，他说你就给我做一个讯号。想了一想，什么电灯啊？你叫这个电灯呢闪一闪啊！我们呢，彼此有个默契。于是他父亲两个就看着电灯。”他说看了大概五分钟，果然电灯闪了一下，他吓死了。他说这是真的不是假的了。他说怎么办呢？我们怎么沟通呢？他说你晚上托梦给我好了。所以他就睡觉，睡觉果然，这灵就来托梦。告诉他好几遍，不是一遍，我们是你们家的草木，你记住。我们是你们家的草木，我们需要水，我们快要枯死了。说了好几遍，我是你们家的草木。这个印象很深了。那么他自己仿佛感觉到什么？许多小孩的哭声。真的像挨饿的时候的哭声，那不是一个，许许多多像小孩的哭声。第二天早晨醒来之后，他到院子看，果然草跟那些小树啊没浇水，他就拿到水拼命去浇。他的爸爸看到的时候，那可不要浇啊，浇花就好了，那草小树不要浇啊。他也不说，
Thổ dân Úc Châu nói linh, Phật Pháp chúng ta không nói linh, Phật Pháp nói tánh. Phật giảng còn thấu triệt hơn những điều họ nói. Chia theo chúng sanh hữu tình gọi là Phật tánh. Chia theo chúng sanh vô tình gọi là Pháp tánh. Chúng ta hiện tại theo phân chia thông thường, động vật là hữu tình, thực vật với khoáng vật là vô tình. Thổ dân Úc Châu còn chưa nói đến khoáng vật, họ chỉ nói cỏ cây. Đó là nói sinh vật. Trong học thuật hiện đại nói sinh vật, phi sinh vật, khoáng vật không phải sinh vật. Nhưng trong Phật Pháp thì khoáng vật có pháp tánh. Pháp tánh với Phật tánh là một tánh. Đều có linh. Viên gạch hòn ngói, cát sỏi đất sét đến từ đâu? Người học Phật chúng ta hiểu là tướng phần của A Lại Gia. Tướng phần của A Lại Gia đến từ đâu? Là biến hiện ra từ kiến phần. Cho nên trong Phật Pháp giảng kiến tướng đồng nguyên, đều là tự chứng phần. Tự chứng phần là pháp tánh. Đó là chân thật, vĩnh hằng, bất sanh bất diệt. Vậy mới là bản thân chân chánh của chúng ta. Trong Thiền Tông thường nói là mặt mũi vốn dĩ trước khi cha mẹ sanh. Bổn lai diện mục của chúng ta là tự chứng phần trong A Lại Gia. Chứng tự chứng phần, đó là giác, đó là tuệ. Tự các vị thật sự minh bạch, thật sự làm rõ bổn lai diện mục trước khi cha mẹ ta sanh là bổn tánh chân như. Bổn lai diện mục của tất cả chúng sanh trước khi cha mẹ sanh cũng là chân tánh này. Cho nên thế giới là nhất thể. Lời này chúng tôi thấy trong quyển sách về thổ dân, họ đã nói mấy lần. Thế giới là nhất thể. Còn trong Phật Pháp nói hư không pháp giới, quốc độ chúng sanh là nhất thể. Tận hư không biến pháp giới là nhất thể. Đây là nói thật, chứ không phải quyền giáo. Đó là thật giáo, là lời dạy chân thật. Nếu các vị thật sự minh bạch chân tướng sự thật này, các vị khẳng định nó, thừa nhận nó, thì ta nhường người khác. Có nhường không? Không nhường thì tự mình phiền. Họ với ta là một chẳng phải hai. Hiện tại khác nhau là ta giác họ mê. Ta biết họ với ta là một, còn họ không biết.
Cứ như ta giác ngộ rồi, ta biết tay trái với tay phải là một thân thể ta, nhưng họ không hiểu. Hai người họ đánh lộn, họ nói ta và ngươi là có giới hạn. Chính là chuyện như vậy. Chứng tự chứng phần là giác, là trí. Đại giác Phật Bồ Tát, trong lòng Phật Bồ Tát với tất cả chúng sanh là nhất thể. Chúng sanh địa ngục vẫn là chính mình. Tại sao trở nên như vậy? Vì họ không thừa nhận chính họ. Lời này nói ra khó hiểu. Tại sao? Tại đó là tri kiến Như Lai, chứ không phải tri kiến phàm phu. Phàm phu bảo các vị, ta không phải là ngươi, ngươi không phải là ta. Điều này các vị hiểu chứ? Nói là các vị hiểu ngay là tri kiến phàm phu đấy. Ta, ngươi, họ là quan hệ gì? So sánh như thân chúng ta, ta, ngươi, họ là tế bào. Mỗi người là mỗi tế bào. Không biết bao nhiêu tế bào toàn là một thân. Không biết. Tế bào này mê rồi, đều tự cho nó là chính mình, cho rằng nó với tế bào khác không có quan hệ. Đây không phải là chân tướng sự thật. Chân tướng sự thật là hư không pháp giới là một chỉnh thể, là một bản thân. Cho nên người giác ngộ, người minh tâm kiến tánh, trong ngữ lục thiền tông Trung Hoa có cách gọi tận hư không khắp pháp giới là một cặp mắt của Sa Môn. Lời này là ý gì? Tận hư không biến pháp giới là chính mình. Đó là chân chánh triệt ngộ. Chân chánh nhập cảnh giới này, bất luận là người nào, người thiện người ác đều là chính mình. Người thiện là tâm sở thiện trong A Lại gia thức của mình khởi tác dụng. Người ác là tâm sở ác trong tâm sở chính chúng ta khởi tác dụng. Tâm sở thiện ác đều nằm trong A Lại gia thức. Chắc chắn không đến từ bên ngoài. Tâm ngoại vô pháp, pháp ngoại vô tâm. Đó là lời chân thật Đức Phật giảng trong Kinh Đại Thừa. Từng câu từng chữ là chân thật. Sau khi liễu giải, người khác không tốt với ta, ta phải tốt với người. Nguyên nhân gì? Vì họ không biết còn ta biết. Giống như oan gia đối đầu, nơi nơi đối đầu với các vị, họ xem các vị như kẻ thù. Bản thân ta biết họ là anh em của ta, nhưng họ không biết. Rời bỏ từ hồi rất nhỏ nên không biết. Ta biết họ, họ là anh em ta, còn họ không biết. Họ đối đầu lại với ta. Ngày nào họ biết rồi, họ và ta tương thân tương ái. Người biết đối với người không biết chính là giúp đỡ họ giác ngộ. Đó gọi là giáo. Ý nghĩa của chữ giáo theo người Trung Hoa là tiên tri giác hậu tri. Tiên giác giác hậu giác. Chúng ta phải giúp đỡ những người chưa giác ngộ kia, giúp họ giác ngộ. Giúp đỡ họ giác ngộ nhất định phải thần thông thị tướng, phải có trí tuệ cao độ, phải có phương tiện thiện xảo cao độ, mới có thể giúp họ giác ngộ. Chúng sanh
Vô thủy kiếp đến nay mê quá lâu, mê quá sâu rồi, không thể nào giác ngộ quá nhanh được, không thể nào. Cho nên trong kinh Phật có nói, Phật chẳng độ chúng sanh vô duyên. Câu nói này cũng là nói phương tiện, chứ không phải nói chân thật. Nhưng cách nói này chúng ta dễ hiểu. Vô duyên là gì? Không chịu chấp nhận Phật pháp, không nghe lời dạy thì Phật không thể độ họ. Kỳ thực Phật độ hay không, Phật dùng phương tiện khác độ họ. Đó là thần thông thị tướng. Có nhiều đại chúng trong xã hội bài xích Phật pháp, phản đối Phật pháp, thậm chí trong lòng niệm niệm còn muốn tiêu diệt Phật pháp đi. Những người này là người nào? Vẫn là nhất thể với ta, không phải người khác, vẫn là bản thân chúng ta. Đối với loại người này cách độ ra sao? Chúng ta tạo một tôn tượng Phật cho họ nhìn thấy, Phật xa vào lòng họ. Chúng ta gặp mặt họ, thực tại họ rất chán ghét với chúng ta. Chúng ta mặc trang phục này, cầm niệm châu này, họ cứ thấy thì Phật kia lại phóng vào trong A Lại Gia Thức. Phương pháp này độ họ đấy, cả đời không độ được, nhưng gieo thiện căn cho họ, đem ấn tượng về Phật. Chúng ta niệm A-di-đà Phật, họ nghe được, nghe rồi họ mắng chúng ta. Mắng không cần căn, nghe đi, nghe được rồi họ không dứt được, trong lòng họ mọc rễ rồi. Đó là gieo giống Phật cho họ. Đời đời kiếp kiếp quân tập, từ từ cuối cùng họ cũng sẽ tin tưởng. Phật độ chúng sanh chẳng phải một đời một kiếp, mà đời đời kiếp kiếp. Chúng ta ngày nay gặp Phật pháp có thể sanh lòng hoan hỷ, đời quá khứ cũng từng mắng Phật, cũng là không chấp nhận. Phật Bồ Tát hạ công phu sâu lắm với kẻ không biết như chúng ta. Bao nhiêu kiếp tới này mới gieo mầm này xuống, để chúng ta bây giờ nhìn thấy Phật pháp, biết sanh lòng hoan hỷ. Phật chẳng độ người vô duyên. Duyên này là duyên chín mùi. Duyên chưa chín thì cả đời này không thể độ được. Duyên chín thì cả đời này khẳng định đắc độ. Phật độ người có duyên. Có duyên chính là căn chín mùi, thiện căn chín mùi. Gọi là các vị niệm Phật, các vị liều chết niệm Phật, một đời này các vị chắc chắn giảng sanh. Đó là căn chín mùi. Còn chưa chịu tin tưởng, vẫn không chịu chăm chỉ tu học, còn tham luyến danh gian lợi dưỡng thế gian, là căn chưa chín. Chưa chín thì vẫn phải độ bằng phương pháp khác. Cho nên những lời Phật nói kia, ý thật sự của Ngài chúng ta phải hiểu. Khai kinh kệ này thực tại viết hay lắm, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Không thể hiểu lầm ý của Phật, không thể hiểu lệch ý của Phật. Phải hiểu cho tròn, phải hiểu cho sâu, phải hiểu cho rộng. Đối với đời sống thường nhật của chúng ta, đối với người, đối sự, đối vật, nơi nơi chúng ta biết thị tướng ra sao, giúp đỡ chúng sanh này ra sao, ảnh hưởng chúng sanh này ra sao. Thậm chí như một vài người trong xã hội, họ không hiểu, họ muốn diệt Phật. Diệt là họ tạo nghiệp. Phật đã xa vào trong A Lại Gia Thức rồi, không diệt được,
Một lần qua tai mãi gieo giống đạo, nhổ cũng không nhổ được nữa. Một đời này mặc dù họ diệt Phật, nhưng tương lai họ sẽ hưng Phật, họ làm hưng dưỡng Phật lại. Hạt giống của Phật đã vào trong A Lại Gia Thức của họ rồi. Một hạt giống này, người bình thường thời nay chúng ta nói là ấn tượng. Ấn tượng này vô cùng sâu sắc. Cho nên các vị phải hiểu đạo lý này. Người tạo tượng Phật công đức vô lượng, người phá hoại tượng Phật cũng là công đức vô lượng. Chúng ta đứng bên nhìn thấy phá hoại tượng Phật sao lại công đức vô lượng? Phá hoại gì? Các vị biết họ hận tượng Phật kia biết bao, ấn tượng của họ sâu sắc biết bao. Tượng Phật giả bị họ phá hoại, còn Phật tánh thật thì đã gieo trong A Lại Gia Thức của họ rồi. Cho nên không cần trách cứ nữa. Hồi trước Afghanistan phá hủy hai tôn tượng Phật. Lúc ấy tôi đang giảng kinh ở Hồng Kông. Ký giả của đài truyền hình Phượng Hoàng Hồng Kông đến phỏng vấn tôi. Tôi buồn cười rồi tôi nói đây là hiểu lầm. Họ không biết chân tướng sự thật, là hiểu lầm gây nên điều đáng tiếc. Lời gì khác tôi không nói. Đó là thật. Nhưng tôi hiểu được những người phá hủy tượng Phật kia đã gieo hạt giống Phật vào trong A Lại Gia Thức sâu sắc rồi. Dùng năng lực cỡ gì cũng không nhổ ra được. Vô lượng kiếp sau họ sẽ làm Phật, họ sẽ tu hành thành Phật. Vì sao? Vì họ có hạt giống Phật. Cho nên chúng ta nhìn sự tình phải nhìn cho tròn, phải nhìn cho sâu. Nhìn được rộng, nhìn được tròn là vô cùng có ý nghĩa. Tâm chắc chắn là bình tĩnh. Không thể chỉ nhìn một mặt. Nhìn một mặt thì không biết mặt khác, mâu thuẫn bèn nảy sinh, phiền não bèn nảy sinh. Mọi mặt đều nhìn thấy thì chẳng sanh phiền não mà sanh trí tuệ. Làm sao để chúng sanh lìa khổ? Căn bản của khổ là mê. Căn bản của vui là ngộ. Cho nên tất cả chư Phật Bồ Tát xuất hiện tại thế gian, nghề nghiệp công việc được ngài thị hiện, chắc chắn là chọn giáo dục, là giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa. Được người thời nay nói ngài nhất định chọn điều này. Tất cả những người khai sáng tôn giáo của thế gian, người nào không phải là người làm việc giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa? Thích Ca Mâu Ni Phật là vậy, Chúa Giê-xu cũng là vậy, Muhammad cũng là vậy. Tại sao phải lựa chọn nghề nghiệp này? Mục đích là khiến chúng sanh xuất khổ. Nghề này là chuyên nghiệp. Nghề nghiệp khác thị hiện không phải là chuyên nghiệp, đó là kèm thêm. Đây mới là chuyên nghiệp. Làm công tác giáo dục, giả lại là nghĩa vụ dạy học. Các vị xem người khai sáng các tôn giáo
đều là nghĩa vụ dạy học. Khổng lão phu tử tại thì cả đời cũng là nghĩa vụ dạy học. Ngài không thu học phí, học trò cúng dường cho lão sư là tùy ý, chứ tuyệt đối không hạn chế, tuyệt đối không đòi hỏi. Ngài làm gương gì cho chúng ta? Trong sự tích cuộc đời Ngài, chúng ta học được những điều gì? Mấy hôm trước chúng tôi giảng kinh Mân Côi với Thiên Chúa Giáo, 2 tiếng đồng hồ hiếm hoi. Tôi đều giới thiệu ra đại ý của toàn kinh. Toàn kinh tổng cộng có 15 khía cạnh. 15 khía cạnh này, mỗi cạnh đều là nói điều quan trọng nhất, điều đáng được chúng ta học tập nhất trong sự tích của Thiên Chúa, Đức Mẹ Maria, Chúa Giêsu. Điều thứ nhất chính là khiêm hư. Chúng ta có học được không? Nhường nhịn, yêu thương chúng sanh, chịu khổ thay chúng sanh, bị oan uổng tuyệt không biện bạch, nguôi chuyện để yên người. Oan uổng cứ muốn biện bạch thì có thể cách làm như thế sẽ mang lại tấm gương không hay cho xã hội. Nếu mỗi người đều hiểu được chịu oan uổng không biện bạch thì xã hội này yên lành biết bao. Dụng ý này sâu lắm, như thế mới là đại đức. Ta chịu oan uổng, ta không biện bạch gì hết. Rất nhiều người trong xã hội, họ là người căn tánh lợi, họ bèn giác ngộ từ trong đó, giúp đỡ biết bao người giác ngộ, giúp đỡ biết bao người quay đầu. Đó là công đức chân thật. Nếu chúng ta cứ biện bạch là chúng ta có lý thì kiện cáo hơn thua. Kiện cáo tóm lại không phải việc tốt, tranh tụng thua đã không tốt, mà thắng cũng không hay. Không kiện nữa thì tốt lắm, thiên hạ thái bình. Những lời này, những chuyện này có vài người nghe thì không cho là phải. Có lẽ nói chúng tôi làm người quá tiêu cực rồi. Họ nhìn vào mặt này nhưng họ không nhìn thấy mặt khác. Họ không nhìn thấy mặt sâu rộng hơn. Thế gian làm sao mới có thể hòa bình vĩnh cửu? Xã hội làm sao mới có thể thật sự được ổn định vĩnh hằng? Mấu chốt nằm ở đây. Có lý chẳng nhờ người thì không được, không phải việc tốt. Có lý cũng phải nhờ người, vô lý phải sám hối. Có lý cũng phải nhờ người. Tại sao? Chúng sanh xuất khổ là sự tình lớn, có lợi với chúng sanh thoát khổ thì đây là công đức vô lượng.
ta có lý, ta đi kiện thắng họ thì không có lợi với chúng sanh xuất khổ, sẽ gây nên ảnh hưởng mặt trái. Không có cách nào ngăn chặn mê hoặc điên đạo chúng sanh đấu tranh. Chúng ta có lý thì nhường nhịn, đó chính là lời dạy hay nhất ngăn chặn cạnh tranh đấu tranh xã hội. Mọi sự nhường, nơi nơi nhường là có đại học vấn trong đó, hiển thị công phu chân thật trong đó. Nhưng mấy người hiểu được, mấy người có thể thẩm thấu đạo lý lớn này? Đối với mình, điều quan trọng nhất là tâm địa thuần tịnh, thuần thiện. Chúng ta có lý mà vẫn muốn đi cãi lý, đi kiện cáo với người là các vị không có thuần thiện, các vị không có thuần tịnh, vừa tổn hại lớn cho mình, vừa tổn hại lớn cho chúng sanh. Có nghĩ ngợi ở đây chưa? Ngay cả những việc trước mắt đều không nghĩ được thì chúng ta học Phật uổng phí rồi. Hồi quá khứ Lý lão sư dạy tôi, thầy vô cùng từ bi, cũng từng nói mấy lần, phê bình rất nhiều đồng tu học Phật hiện tại. Không phải chân học Phật, tại sao phải đến chùa chiền Phật giáo chứ? Thầy nói là đến để tiêu khiển. Sau khi tôi nghe xong, tôi nghĩ ngợi là có đạo lý. Họ không biết đi đâu nên họ đến đó để chơi, đến tiêu khiển, để đốt mấy nén nhang, chơi chung với mọi người, là nơi giải trí để tiêu khiển. Họ không phải đến để chân học Phật. Cho nên tán thán họ vài câu thì họ hí hửng đắc ý, mắng họ vài câu thì họ giận luôn mấy ngày. Học Phật ở đâu? Rõ ràng là để tiêu khiển. Lý lão sư có lúc nói chuyện vô cùng dí dỏm, đó là có chân trí tuệ, cả đời làm gương tốt cho chúng tôi. Tâm địa từ bi, yêu thương người trẻ tuổi. Đối với căn tánh của người trẻ tuổi cũng có năng lực quan sát. Cho nên các đồng học chúng tôi, mặc dù đông mà thầy dạy bảo lên lớp, tuy lên dạy chung song hướng dẫn có sự khác biệt. Nhân người thiết giáo, tùy theo căn tánh mỗi người khác nhau, có thể nói đều được lợi ích. Người phiền não trọng, trí tuệ thiểu thì được lợi ích nhỏ. Người phiền não nhẹ, trí tuệ trưởng thì được lợi ích nhiều hơn một chút. Đó là phương pháp, nghi thức dạy dỗ của thầy. Cho nên chúng tôi ở bên cạnh thầy, chịu sự cảm hóa của thầy vô cùng sâu sắc.
Thầy cũng thường xuyên nhắc nhở tôi, tôi cũng có tính cảnh giác này, có sự cảnh giác này, mà cảnh giác không đủ cao, cảnh giác không đủ tròn. Thầy nhắc nhở tôi, ông học giảng kinh, nếu ông giảng không hay thì không vấn đề gì, nếu giảng hay thì tương lai ông sẽ không có đường đi. Cả đời tôi quả thật đụng phải những chuyện này, đúng như lời lão sư đã nói, không có đường đi. Lão sư đã thụ ký cho tôi, không có đường đi là thụ ký. Cho nên khi tôi gặp những cảnh giới này, cũng có năng lực xử lý. Đúng như Chương Gia Đại Sư có bổ sung cho tôi, Chương Gia Đại Sư bảo tôi rằng cả đời ông đều là Phật Bồ Tát sắp xếp thay ông. Không có đường đi thì Phật Bồ Tát sẽ sắp xếp thay ông. Cho nên tôi cũng rất yên tâm. Bất luận là thuận cảnh hay nghịch cảnh, tôi đều không để trong lòng. Tại sao? Phật Bồ Tát sẽ sắp xếp thay tôi. Tại sao Phật Bồ Tát sắp xếp thay tôi? Tôi làm việc thay Phật Bồ Tát. Tôi sống ở thế gian này làm công tác thay Phật Bồ Tát, chứ không phải vì tôi, không có cái tôi. Cho nên điều này tất cả Phật Bồ Tát đương nhiên phải sắp xếp. Ngài sắp xếp thuận cảnh cũng tốt, nghịch cảnh cũng tốt, tôi tùy thuận tất cả. Phổ Hiền Bồ Tát dạy chúng ta hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Ta là trên thuận chư Phật, dưới thuận chúng sanh. Cả đời ta tùy thuận, chắc chắn không có thành kiến của mình, chắc chắn bản thân không có chuyện tôi muốn làm gì thì tôi phải làm nấy, thế là rộng tuệt. Tôi muốn điều gì thì cuối cùng đều sẽ thất vọng. Thất vọng đó bèn sanh phiền não, không muốn, ta không muốn. Phật muốn ra sao, chúng sanh muốn ra sao thì để họ nghĩ, ta cứ tùy thuận. Các vị nghĩ sao cũng tốt cả, thuận cảnh cũng tốt, nghịch cảnh cũng tốt, thiên đường cũng tốt, địa ngục cũng tốt, ta tùy thuận hết thảy. Tùy thuận thì vô tâm, không vọng tâm, không tư tâm, không có bản thân. Điều này là tốt, thanh tịnh vô vi. Cứ tùy thuận thì vô sở bất di. Chúng ta từ trong kinh nghiệm đời sống, lãnh ngộ được hậu đắc trí. Các vị phải hiểu, hậu đắc trí là có được từ trong kinh nghiệm. Căn bản trí là có được từ trong tâm thanh tịnh. Căn bản trí chính là thiền định bát nhã. Kinh Bát Nhã đã nói là bát nhã vô tri. Vô tri ấy là căn bản trí. Vô sở bất tri là hậu đắc trí. Vô sở bất tri là ngộ được từ kinh nghiệm. Tại sao hiện tại đồng tử sau khi đắc căn bản trí phải đi tham học? Ngài thành tựu căn bản trí trong hội Văn Thù Bồ Tát, chính là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh mà chúng ta thường nói. Ấy là đạt được căn bản trí. Nhưng nếu chẳng tham học thì Ngài không có hậu đắc trí. Cho nên nhất định phải đi ra tham học,
Đi ra tham học chính là kinh nghiệm, từ trong kinh nghiệm lãnh ngộ được hậu đắc trí viên mãn. Như thế trí tuệ mới thật sự viên mãn. Loại giáo học này, phương pháp học tập này, tiên sinh phương Đông Mỹ vô cùng tán thán. Ông nói đây quả thật là tối cao trong giáo học thế gian. Sách ông đã học cả đời là trải qua, ông nói không có sách nào viên mãn như Hoa Nghiêm. Cho nên cả đời chúng ta trong sinh hoạt công tác, sống chung tiếp xúc với mọi người, mọi sự mọi vật, trong đó ngộ hậu đắc trí, thì trí tuệ của chúng ta mới viên mãn, đời sống của chúng ta mới thật sự hạnh phúc, mới thật sự làm được tự lợi lợi tha, giúp đỡ chúng sanh giác ngộ, giúp đỡ chúng sanh ly khổ. Được rồi, điều này chúng ta giảng đến đây thôi. Thank you.